Welcome to Maldives. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang Minh Passport. Và đây là resort thứ 3 trong hành trình Quang Minh Passport ở Maldives năm 2023. Và Vinh rất là hào hứng bởi vì Vinh sắp sửa giới thiệu đến mọi người một resort mà Vinh rất là yêu thích và rất là mê từ lâu rồi. Đây là St. Regis. Với một cái địa hình rất là đặc biệt, quốc gia Maldives 99% là nước và chỉ có 1% là đảo thôi. Mọi người cũng có thể thấy là vẻ đẹp ở đây rất là unique. Và nhìn vào những bức hình thôi là mình đã biết được đây là biển Maldives, cái màu xanh đặc biệt cũng như là những cái kiến trúc, những cái resort siêu đẹp, siêu sang trọng. Và bây giờ mời mọi người cùng đi villa tour với Vinh nha. Xem over water villa của Vinh ngày hôm nay. Đây là căn villa 2 phòng ngủ ở đây và tầng trên nữa. Đặc biệt đó là view sunset. Buổi chiều nếu mà thời tiết tốt thì Vinh có thể ngắm được trọn cảnh hoàng hôn ngay tại villa này. St. Regis là một tập đoàn đã có từ những năm đầu tiên của 1900. Tên St. Regis được lấy từ một cái hồ cũng là tên Regis rất là nổi tiếng ở New York. Brand St. Regis cũng là từ New York cho mọi người. Đây căn phòng của Vinh với chiếc king bed này, mình nhìn thẳng ra biển. Phải nói là đi tới đây Vinh bị choáng ngợp bởi vì mình nhìn đâu cũng đẹp hết và mình nhìn thấy bất kỳ một cái gì cũng thấy đẹp. Đây là phần welcome của Vinh ngày hôm nay. St. Regis rất là dễ thương, có một cái nốt. Và đặc biệt là Vinh phải giới thiệu cho mọi người xem cái phần sô-cô-la mà họ chuẩn bị. Wow, nguyên một cái biển đảo, san hô, sò, sô-cô-la, tất cả đều ăn được hết nha. Nguyên cái đĩa này Vinh rất là thích. Trái cây họ chuẩn bị sẵn rồi và có rượu champagne phía bên này. Đây là rượu champagne chuẩn bị sẵn cho mình. Căn villa ở đây thì Vinh thấy rất là to và không gian nó thoáng á, bởi vì đây là căn to đó, 2 phòng ngủ dành cho mình đi group 4 người hoặc là một cái gia đình của mình. Trên lầu là 2 giường nha, ở dưới này là giường king bed. Mọi người xem phía bên này nè, một chiếc bồn tắm cạnh cái hồ bơi private pool ngoài kia. Mình tắm bồn ở trong này rồi mình ra kia tắm ồ 1, 2, 3, 4, quá trời chỗ tắm luôn. Bây giờ các bạn sẽ chọn tắm đứng, tắm nằm bồn, tắm hồ bơi riêng hay là tắm biển. Chỉ có một cái đoạn chút xíu thôi, có 4 loại tắm khác nhau nha. St. Regis thì mọi người khỏi phải lo, đây chắc là nhìn trên video mọi người cũng có thể thấy là đẹp tới mức nào. Cái kiến trúc ở đây là Vinh bị choáng ngợp á. Phía bên này mình có phòng thay đồ cũng rất là rộng luôn, để được 2 vali hai bên. Chiếc giỏ để sẵn cho mình sử dụng. Wow, thiết kế rất là đẹp, rất là sang ha. Cái phần quai này làm bằng da nè. Áo choàng này Vinh cũng thấy rất là tốt. Cái vải dày mà phía bên ngoài rất là mỏng, ở bên trong là lót một lớp khăn luôn, mặc vào rất là thích. Và móc nè, mọi người thấy là nhận diện thương hiệu, họ cũng đều đặt sẵn riêng hết, có logo riêng của St. Regis. Và tất cả những cái chi tiết mình thấy như thế này đều lót da, rất là sang trọng, đắt tiền. Laundry, cái phần mà túi giặt giũ cũng để một cái túi thơm ở trên này. Wow, thịt quá. Cái này mình phải khen thêm nữa, bởi vì dép á, thường những chỗ khác thì họ để sẵn rồi mình mang vào, nhưng mà ở đây thì họ sẽ niêm phong lại trong những cái túi và gói rất kỹ như thế này, nhiều lớp. Và còn nguyên siêu á, là chưa qua sử dụng, tức là mình là người sử dụng duy nhất, xong rồi chắc có mình nghĩ là cũng sẽ hủy luôn. Cái này là mình mang trong phòng, gói rất là kỹ như thế này. Và đôi dép đi ngoài trời, dùng ngoài trời cái màu thì mình rất là thích màu xám. Và họ cũng siêu lại, tất cả đều gói kỹ đó, mới hoàn toàn hết. Mình là người đầu tiên sử dụng và duy nhất luôn, không thể chê được. Qua đây mình có khu vực bày làm việc phía sau giường. Bên này là mini bar, chắc là phải show cho mọi người xem rất là nhiều những cái ngóc ngách và những cái tiện ích. Phần này Vinh nghĩ là để bánh nè. Tại vì nhiều khi mình order bánh sáng, breakfast hay là mình in room dining á, mình order đồ ăn về phòng, mình không có cần phải ra nhà hàng. Trong này là có trà, cà phê để sẵn. Ly rượu, tách trà ở trong này ha. Không có thấy đồ nhựa luôn á mọi người, tất cả đều là thủy tinh hết. Hoàn toàn 100% bảo vệ môi trường. Nếu các bạn theo dõi những vlog gần đây của Vinh thì cũng biết được đây là vlog thứ 3 của Vinh ở tại Maldives rồi.
Và mỗi một nơi Vinh đi thì Vinh thấy dịch vụ cũng như là tất cả mọi thứ đều rất là khác nhau. Mỗi resort đều có một cái nét riêng, những cái điều đặc biệt riêng. Riêng ở tại San Regis thì Vinh cảm thấy là ngoài cái chuyện thiên nhiên đẹp, bên trong này rất là hiện đại. Đặc biệt đó là mọi thứ sử dụng công nghệ. Như Vinh đang cầm chiếc iPad trên tay nha, Vinh có thể điều khiển chiếc TV này bằng chiếc iPad. Mình sẽ điều khiển TV ra và xoay vào hướng giường của mình. Mọi thứ mình đều sẽ đặt đồ ăn. Và cái điều Vinh cực kỳ thích đó là đồ ăn có hình. Những chỗ khác thì nhiều khi menu á chỉ có chữ thôi thì mình không có đoán được hay là mình hình dung ra món ăn. Tại vì nhiều khi món ăn ảnh hưởng Âu, Mỹ hay là những cái nơi lạ lạ thì cái tên cũng sẽ rất là khác, mình không hình dung được. Riêng ở đây thì tất cả mọi thứ trình bày rất là đẹp và rõ ràng. Và phần giải trí có Netflix luôn, Prime Video, YouTube, tất cả mọi thứ. Tối nay mình sẽ coi Netflix ở trong này. À, đang giới thiệu thì có đồ ăn, Vinh đặt đồ ăn chưa đến. Để ra mở cửa. Hello. Yes, please. Đây là bữa trưa của Vinh, Vinh order về phòng luôn. Đi tới ngày hôm nay là cũng hơn một tuần rồi thì Vinh khá là thèm đồ châu Á. Cho nên là thấy đồ Thái hay là đồ Mã Lai, đồ Indo là Vinh kêu liền. Phải nói là ước mơ thành hiện thực luôn á mọi người. Bởi vì đi Maldives thì đẹp đã đành nhưng mà di chuyển đến đây cũng khá là khó và vất vả. Mọi người, nhất là Việt Nam mình thì đi qua tới đây mình phải bay rất là nhiều chặng. Vinh đi là từ Việt Nam sang Singapore, rồi Singapore tới thủ đô Malay, rồi từ đó mình mới lấy thủy phi cơ bay ra đây. Và mỗi một lần mà Vinh di chuyển từ resort này sang resort kia thì Vinh lại phải bay ngược trở vô thủ đô Malay, rồi xong là lấy seaplane của resort lại bay ra. Cứ trung bình là 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ là Vinh cứ phải bay ra bay vô. Có chả giò, có thịt heo Iberico ở đây. Đây là King Crab Ravioli, hoành thánh cua hoàng đế. Đây là món cà ri, gỏi đu đủ Thái Lan. À, món này bên kêu thịt tôm hùm, lobster với lại bơ. Và đây là món tôm dùm. Tôm dùm thì họ trình bày như thế này. Nước súp bỏ vào một cái bình, mình ăn thì mình chế vào. Đồ ăn ở đây khá là đắt nha mọi người. Ví dụ như một bữa trưa mình ăn trong phòng vậy thôi là mình sẽ trả khoảng hơn 500 đô. Bon appetit, mời mọi người ăn. Nãy tới thì ảnh cũng đã hỏi size giày của Vinh để cho Vinh có cái đồ lặn. Đây mỗi người một set để sẵn trong phòng thì mình có thể lặn ngắm san hô ngay trước phòng mình luôn. Cái khu vực đi lên lầu đẹp lắm luôn á. Lót gỗ hết, cái màu đẹp ha. Vinh thích cái màu gỗ và màu ấm ấm vậy nè. Mà lót là lót hết luôn, không có chừa chỗ nào hết. Đây trên phòng trên sẽ có hai giường. Mọi thứ gần như là giống nhau hết nha, chứ không phải là trên này sẽ bị nhỏ hơn. Nhưng bên này phía ngoài còn có cái hiên bên ngoài nữa, có thể ra ngắm biển. Và phía ngoài này có ghế sofa cho mình enjoy luôn. Phòng tắm cũng y chang luôn. Đang đứng ở khu vực trung tâm nhất của resort San Regis. Phía bên tay này của Vinh, phía sau lưng là nhà hàng để mình ăn sáng. Và ngay cạnh đó thôi là một nhà hàng nữa. Mình ăn những cái đồ mà có thể vừa vui chơi ở biển nè, ăn pizza, ăn uống cocktail, đồ những cái đồ nướng đồ đó, hay là tapas. Phía bên này mọi người có thể thấy là cái khu vực One Bedroom Villa Over Water ha. Đây là Well Bar, là điểm mà Vinh thích nhất của kiến trúc sư người Singapore xây nên cái chỗ này. Rất là đẹp, hình chú cá voi đang há miệng ra. Sau lưng Vinh là mọi người đang tắm biển vào lúc hoàng hôn, rất là đẹp. Lần này đi đến San Regis thật sự là Vinh giống như là đạt được ước mơ của mình nữa. Bởi vì trước đây thì Vinh đã rất là muốn đến đây để review, nhưng mà các bạn ơi, chỗ này phải nói là thiệt sự rất là sang trọng và rất là đắt, đắt sắt ra miếng. Nếu như resort khác ở Maldives thì mình đi tầm 50 triệu cũng có nè, 100 triệu cũng đó. Nhưng mà ở đây Vinh nghĩ nha, cỡ 300 triệu trở lên. Bởi vì tiền phòng ở đây thứ nhất là phòng rất là đắt, đồ ăn cũng rất là đắt. Và đó là chưa tính đến những cái dịch vụ mà
mà các bạn muốn trải nghiệm. Mỗi một thứ là đều tính tiền, và tất tần tật mọi thứ đó mình sẽ cộng thêm tiền thuế ở Maldives rất là nhiều đó. Cho nên là mình nghĩ minimum mọi người muốn đến trải nghiệm St. Regis tại Maldives thì mình phải chuẩn bị bỏ ra khoảng 300 triệu trở lên. Ngay bây giờ mời mọi người cùng Vinh chiêm ngưỡng căn Overwater Villa to nhất ở tại Maldives. Có tên là John Jacob Astor Estate. Đây là căn villa được đặt theo tên của ngài chủ tịch, người sáng lập ra thương hiệu St. Regis. Để trải nghiệm căn Overwater Villa này, mọi người sẽ trả khoảng 25.000 đô la một đêm cho mùa thấp điểm. Mình tính sơ sơ dù 2 đêm là mình ở trên 1 tỷ đó mọi người. Wow, vừa bước vào thì mọi người có thể nhìn thấy phòng khách siêu to, siêu khổng lồ, 2 tầng ha. Ở dưới là có phòng khách ở giữa và phòng ngủ bên trái, phòng ngủ bên phải. Diện tích hai phòng ngủ cũng như nhau. Có luôn phòng gym ở đây, và phòng gym thì đầy đủ tất cả các thiết bị để mình có thể tập. Và một cái điều cực kỳ xịn đó là cái view nhìn thẳng ra biển, rạn san hô trước mặt căn villa của mình luôn. Phòng ngủ bên trái là một giường king size, còn phòng ngủ bên phải là hai giường twin. Tuy là giường đơn nhưng mà kích cỡ cũng là queen size, rất là rộng và thoải mái. Wow, điều mà Vinh thích nhất có lẽ là spa ngay tại gia luôn. Có gian phòng spa riêng, mỗi phòng ngủ sẽ có một cái giường spa để cho mọi người có thể booking therapist, những chuyên gia đến massage cho mình ngay tại trong phòng luôn, mình không cần phải đi ra spa. Có nhà bếp luôn nè, và đầy đủ tất cả các thiết bị để cho gia đình của mình thích nấu nướng, ăn theo kiểu phong cách gia đình đó. Mình sẽ order đồ tươi về và tự nấu luôn. Đi lên lầu thì mình sẽ có căn master bedroom rất là to, có phòng khách riêng, có phòng làm việc luôn. Riêng căn này mình có thể xem được cả bình minh và hoàng hôn. Thường thì những loại phòng khác nhau á, khi mà mọi người đặt book á, sẽ có cái giá riêng cho sunset hoặc là sunrise, mình chọn một trong hai thôi. Nhưng mà riêng căn này mình trả tới giá này rồi là mình sẽ xem được cả hoàng hôn rồi bình minh luôn. Mình thấy là hướng nào nhìn ra cũng có view hết. Đây là view ngược về trong đảo, và ngoài phía ngoài này thì mình lại view ra ngoài biển. Mình thì mình thích nhất là cái kiến trúc ở đây, những cái đường line á, gỗ nó đi theo cái đường thẳng á, nhìn nó hiện đại lắm luôn á, nhìn thích lắm. Còn cái phòng ngủ nè là cái view là tuyệt vời nhất. Mọi thứ thì nó đều to hơn hết, ví dụ như cái bathtub bên kia bình thường là một cái hình nó phổ thông, nhưng mà riêng ở đây là một cái hình tròn to như vậy, mình thấy sao thật hoành tráng hơn. Rồi cái spa cũng vậy á, thành hai giường luôn. Phòng tắm ở đây mình cũng có thể bật nút để thành phòng xông hơi. Cái hay là vậy. Đây, trong này có cái hệ thống xông hơi, mình có thể tắm hoặc là xông hơi. Đây là bật cái xông hơi đây ha. Phải nói là tiền đạo của đó, mình thấy là vừa xịn mà vừa thơm nữa. Mình đi tới đây là cứ đi tới góc nào thấy nó cũng thơm phức. Về bên này là khu vực thay đồ và spa, hai giường spa. Ở đây mình có thể nhìn thấy những cái căn one bedroom over water villa ở đây mọi người. Đây, mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Đây, căn one bedroom over water villa. Căn này thì mùa thấp điểm hay cao điểm thì Vinh nhắc lại đều sẽ full hết, bởi vì mọi người rất là thích ở đây. Riêng cái phòng của Vinh là over water villa phía bên kia, hai phòng ngủ, 3 đêm vào khoảng 500 triệu. Đó là giá cho mùa thấp điểm nha. Còn giá cao điểm thì sẽ lên nữa. Và mọi người nhớ là mình đi Maldives thì giá chỉ tham khảo thôi, mình phải xem vào đúng cái thời điểm mình đi là thời gian nào thì mình mới biết được giá chính xác. Thường muốn đi Maldives thì mình sẽ book qua những cái travel agency, họ cũng sẽ có những cái package để mà bán cho mình. Thật ra nói là khó thì cũng không khó đâu, thì mình sẽ chi bao nhiêu cho cái chuyến đi của mình thôi. Thường thì họ sẽ bán giá phòng nè, chung với lại một bữa ăn sáng và một bữa trưa, hoặc là mình ăn sáng rồi bữa tối.
buổi tối đầu tiên Vinh ăn ở Well Bar. Đây là nhà hàng chuyên về grill, đồ nướng. Và buổi tối thì ngoài kia cũng có shisha, loại lounge. Mọi người có thể ngồi uống cocktail, ngắm cảnh biển. Vinh rất là thích ở đây bởi vì đây là cái kiến trúc theo hình cái miệng của con cá voi, rất là đặc biệt. Và nãy giờ Vinh vào đây là Vinh cứ ngồi ngẩn ngơ, nhìn thấy đẹp quá. Đồ ăn thì Vinh order khá là nhẹ nhàng thôi bởi vì tối nay Vinh khá là no. Hồi nãy ăn chiều cũng ăn xế, có ăn thêm mấy cái món nhỏ nhỏ. Vinh gọi sò điệp nè. Bên kia camera ăn là cá tuyết, xong sau đó Vinh sẽ ăn bò wagyu và cá tươi trong ngày. Chef sẽ chế biến riêng. Resort thì họ chuẩn bị sẵn thiết bị cho mình để mình lặn ngắm san hô ngay trước villa thôi. Bởi vì villa của Vinh là overwater villa, xuống dưới đây thôi là mình sẽ có rạn san hô liền. Mọi người có thể thấy chỗ giáp ranh giữa cái nước đậm và nước lợt á, chỗ đó là san hô đẹp và nhiều cá nhất. Đây, hôm nay ngày thứ hai thì rất là nắng, thời tiết rất là đẹp, cho nên là mình sẽ tranh thủ đi xuống dưới nước chơi. Trưa hôm nay mình ăn món paella, món của Tây Ban Nha. Sau một ngày dài hoạt động rất là nhiều thì giờ Vinh rất là đói bụng. Tối nay sẽ thưởng thức ở một nhà hàng rất là đặc biệt bởi vì gu của Vinh là thích đồ châu Á. Đây là nhà hàng Oriental. Ở đây có ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Hoa. Phía sau lưng Vinh đây là cái quầy sushi và cá sống. Bên kia thì họ sẽ có cái section là đồ xào chảo. Wow, nói chung là vào đây thôi là nghe cái mùi rồi là mình thấy thèm rồi. Mình cũng order vào trong cái QR code mình scan xong cái menu rất là dài. Đầu tiên họ đã cho mình ăn cái món mở màn trước starter. Đây là món taro ngào đường, khoai môn ngào đường. Đây mọi người thấy là cái khu vực bếp cho mình thấy luôn. Chỗ này là có cái kiến nha. Đây là có cái kiến để mà không có bay mùi ra. Nhưng mà mình có thể thấy các anh chef xào nấu trong kia rất là hấp dẫn. Mọi người thấy không gian ở đây như thế nào? Không biết là các bạn có đoán ra được cái concept của nhà hàng không? Nếu mà nhìn kỹ thì mình sẽ biết được đây là theo cái phong cách origami, cái phong giấy của Nhật Bản rất là nổi tiếng. Thì họ cũng muốn là cái concept của nhà hàng là origami. Đây, một điều đặc biệt nữa là dành cho các bạn mà thích uống sake và uống rượu whisky hoặc là những cái loại rượu mạnh của Trung Hoa thì ở đây họ có một cái selection, sự lựa chọn, cái bộ sưu tập rượu sake rất là quý và hiếm. Riêng ở tại Body này thì họ tự tin là có 7 chai sake quý nhất của vùng, thì là họ đều sở hữu 7 chai đó. Hiện tại giờ còn có 5 thôi bởi vì 2 chai khách uống rồi. Rất là đặc biệt dành cho các bạn thích sake. Và rượu whisky của Nhật thì cũng rất là nhiều những cái chai mà quý hiếm và đặc biệt. Nhìn cái này là mình thấy châu Á rồi ha. Cái bình rượu như phim cổ trang. Ngoài ra thì trên resort còn có nhà hàng Cargo là đồ Trung Đông và đồ kiểu Maroc á. Và cái bữa ăn này anh sếp thấy Vinh phân vân quá, tại menu quá dài, ảnh ra anh chọn đồ ăn luôn cho Vinh. Anh nói là cái sự lựa chọn của anh nó dành riêng cho Vinh, là hy vọng là Vinh sẽ thích, chắc là sẽ đem đến cho Vinh những cái bất ngờ. Bên cạnh đó thì ngoài cái đồ ăn thì họ cũng
recommend mình là sẽ uống chung với những cái loại mocktail. Vinh hôm nay Vinh không muốn uống cồn cho nên là đây họ pha một vài ly mocktail để mà mình ăn cùng cái đồ ăn ngày hôm nay. Chua chua ngọt ngọt. Ở trong này là có dâu nè, thơm nè, mấy cái loại syrup á. Đây mình có cá hamachi. Cá này là cá reef, là cá khu vực san hô của Maldives luôn. Không có đánh bắt ở đây nha mọi người, sẽ là lấy từ chợ hoặc là đánh bắt ở xa ngoài khơi chứ không có bắt ở khu vực resort. Đó, ở Maldives có cái luật như vậy. Mực nè, rồi cá hồi. Và tên món thứ hai, ảnh cho mình ăn dumpling là đồ Trung Hoa ha. Nãy đầu là mình có đồ Nhật. Món thứ ba là chả giò rế, là sốt mayonnaise cũng như là có xoài ở trên. Sushi bò, nấm truffle nha mọi người. Ngon ngất xỉu. Cái gạo á, mềm mà cái thịt nó béo, thịt cá béo. Nhìn khá là bất ngờ bởi vì ngày xưa mình nói đi resort nhiều khi mà mình ăn đồ Nhật á thì mình cảm giác họ không có chuyên là nhà hàng Nhật. Mà Vinh khi ăn ở đây rồi á, riêng về cái khoảng nãy giờ mình ăn đồ Nhật hơi nhiều. Nhỏ gì thôi nhưng mà là giống như là mình đang ăn một cái nhà hàng Nhật thiệt là ngon. Món main course mình sẽ có con tôm hùm và họ đã tách vỏ ra rồi và cắt phần tôm nhỏ trộn chung với lại sốt miso. Sốt miso là một cái loại sốt Nhật Bản mà Vinh hay ăn đồ Nhật, Vinh rất là thích, ngọt ngọt. Bên đây là có nấm xào và nhà hàng recommend mình một món nữa rất là đặc biệt, đó là món cơm lương. Anh manager anh nói là anh cũng khá là tự hào bởi vì cái món này anh nghĩ là một trong những món mà cá nhân anh cũng rất là thích luôn. Nãy giờ mọi người cũng thấy là đồ ăn đây rất là đa dạng ha, từ món Hoa và những cái món mà Vinh yêu thích, Vinh kêu trong menu, cộng thêm anh chef ảnh recommend cho mình nữa. Thì nhà hàng Oriental này là Vinh rất là thích. Và mấy bữa giờ ăn đó là Vinh ở đây là Vinh thích nhất. Chắc có lẽ là Vinh thích đồ ăn châu Á. Rồi cái giá chắc là các bạn cũng sẽ rất là quan tâm. Nhìn chung menu á, sẽ khoảng 30 tới 40 mấy đô cho một món nhỏ. Và qua tới main course thì sẽ tầm 5-60. Và những cái món mà đặc biệt một chút thì tôm hùm này nọ mình sẽ trả khoảng hơn 100 đô, 120 mấy, 130 mấy đô. Mình đi vào một cái nhà hàng thôi nhưng mà thật sự bên trong này là ba nhà hàng nhỏ. Mình thấy có nhà hàng Nhật, nhà hàng Hoa và nhà hàng Hàn Quốc. Tráng miệng cũng rất là đẹp. Món này là matcha cheesecake ăn với kem phúc bụng tử. Bên này là kem vani, mình ăn với lại sô-cô-la. Và đây là mochi, ngon quá, Vinh ăn hết miếng rồi. Mocktail 18 đô. Nãy Vinh ăn món mắc nhất trong menu là Oriental Lobster, món signature của nhà hàng đây, 180 đô. Wow. Thêm một điều nữa, đối với Vinh thì mắc hay rẻ không phải là con số mà là quan trọng là mình cảm thấy có xứng đáng hay không. Nhiều khi mình ăn một món rẻ mà mình cảm thấy không ngon thì mình cũng nghĩ là nó sẽ mắc, không xứng đáng cái số tiền mình trả ra. Nhưng mà nếu mình ăn ngon trả rất nhiều tiền, bù lại cái trải nghiệm của mình quá tuyệt vời thì mình nghĩ hoàn toàn xứng đáng hơn. Spa rất là đẹp luôn. Từ phía bên trên cao mình nhìn xuống giống như là một chú bồ cạp vậy đó, vươn mình ra biển. Hoạt động này rất là ý nghĩa và thân thiện với môi trường. St. Regis là một trong những resort mà họ đầu tư vào dự án này cùng với lại chính phủ Maldives. Và cái hoạt động này Vinh thấy mọi người có thể sẽ rất là thích, bởi vì cả gia đình mình đi đây cũng là một cái kỷ niệm cho cả nhà, đặc biệt là các em bé rất là thích. Có bé thì đặt tên từng cái nhánh san hô nhỏ giống như một đại gia đình vậy đó. San hô là một loài rất là đặc biệt, vừa là cây vừa là động vật và nhìn thì là giống như là những tảng đá. Thật ra là động vật san hô sinh sống rất là nhỏ ở trong những cái nốt như thế này nha.
Mà san hô thì đóng một vai trò như mọi người cũng biết là rất là quan trọng để bảo vệ tự nhiên. Và một cái điều kinh ngạc mình thấy đó là san hô tuy là nhỏ nhưng mà sống ở trong những cái thân cây như thế này và tạo thành một cái hệ sinh thái ở dưới biển nó rất là lớn, đúng không? Rất là nhỏ thôi. Mỗi một san hô tính ra mình nói là nếu mà tính về san hô động vật thì rất rất nhỏ, nhưng mà xuống dưới biển là tạo thành một cái hệ sinh thái, một cái structure, một cái hệ thống nó to kinh khủng dưới đó luôn. Rất là kinh ngạc. Và cái việc mà mình bảo vệ san hô là một cái điều rất là quan trọng cho thiên nhiên trôi tới vùng mới rồi xong trong một cái điều kiện mà nó đầy đủ và tốt á, thì nó sẽ lại mọc ra một cái rạn san hô mới nữa. Buổi tối thì mình cũng ăn tại nhà hàng A3. Hôm nay là mình ăn 3 lần ha. Ăn sáng, ăn trưa là món paella. Và buổi tối thì mình ăn đồ Ý nè. Ở đây cũng có luôn đồ Ấn Độ. Cùng một nhà hàng nhưng mà mỗi một buổi họ sẽ có những cái concept đồ ăn khác nhau. Mình mới thử cái món súp của Vinbujabes, súp hải sản rất là ngon. Và đặc biệt là món salad này, salad king crab, thịt cua hoàng đế. Mình có kêu một món Ấn, món signature của Ấn Độ. Những món còn lại thì mình cũng có kêu thịt heo, rồi ăn pasta. Như vậy là Vinh đã có 4 ngày 3 đêm ở tại St. Regis Maldives mà Vinh rất là thích. Phải nói đây là một trong những resort cao cấp và sang trọng nhất ở tại Maldives mà Vinh đã được trải nghiệm. Đặc biệt đó là Vinh phải khen đến ẩm thực ở tại St. Regis với sự đa dạng cũng như là đồ ăn Vinh thấy rất là ngon, có nhiều loại đồ ăn khác nhau và không biết sao mà nấu ngon quá là Vinh mê lên mê xuống. Dịch vụ đây thì chắc chắn các bạn yên tâm bởi vì không biết phải chê làm sao, Vinh cảm thấy là 10 điểm không có nhưng. Chắc chắn là Vinh sẽ quay lại St. Regis và mọi người đừng bỏ qua nha, bởi vì Vinh sẽ còn một tập ở tại Maldives nữa. Mọi người nhớ đón chờ tập 4 của Quang Vinh Passport ở tại Maldives năm 2023 nha, sẽ được lên sóng tiếp sau đây. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.